Hi, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại là mình đang có mặt ở cống kênh Cục ở Kiên Giang nha các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cảnh cống kênh Cục mở cửa cho các bạn xem nha. Bữa nay tàu ghe cũng khá là nhiều nha các bạn. Một số phương tiện tàu lớn đang đậu phía ngoài cũng rất nhiều nha. Ở đây là phía trong miệng cống nè các bạn. Có một số ghe tàu cũng rất là ít phía trong nè. Đây là cái miệng cống nè các bạn. Bạn thấy cái bên thủy lực không? Rất là to nha các bạn. Đằng kia là có cái chú hướng dẫn nha các bạn, đang phát loa lặng chuẩn bị mở cống ra đó, ngon cho mọi người lưu thông. Cống này ở đây là chỉ có ba cửa thôi nha các bạn. Đây là một cửa thứ nhất. Ngay giữa này có một cửa đó nha các bạn. Và phía bên kia cũng có một cửa nữa. Mình chỉ mở một cửa ngay giữa thôi nha các bạn.